Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Hôm nay thì mình mãi mê với những cái khẩu súng, nhưng mà mình quên mất là ngoài những khẩu súng bắn xa thì những con áp sát á, mình có thể cận chiến đâu mà. Và cận chiến thì mình dùng kiếm thì có vẻ nó không hiệu quả lắm. Thế nên hôm nay mình sẽ đầu tư hẳn một cái loại vũ khí cận chiến, vừa là thứ để bảo vệ mình đối với những con tầm gần và vừa là cái dụng cụ để mình đào đá rồi các loại quặng luôn ha, để thay cho cây cúp này luôn. Một công đôi chuyện. Và cái món đó được gọi là máy khoan ha. Đây, cái này là máy khoan zombie á nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà để làm được cái máy này thì mình cần khá là nhiều nguyên vật liệu á nha. Từ những cái ốc vít phiên bản xịn sò nè, làm từ carbon á thì nó mới cứng nè, mũi khoan rồi các thứ. Quan trọng là cần phải có fuel ổ tăng nữa. Mà mấy cái fuel ổ tăng thì mình có rất là nhiều ha, không sợ thiếu đâu. Và trước tiên thì mình sẽ làm một cái bàn pha chế hóa học ha. Cái bàn này thì bây giờ mình cần phải tốn cục năng lượng trước. Đây, mình sẽ gom nguyên vật liệu mình làm ha. Mình sẽ làm hai cái luôn, tại vì nó sẽ có hai phiên bản ha. Một cái thì mình có thể dùng nó để nấu mấy cái thứ chạy bằng nước nè, một cái thì có thể chạy bằng dung nham. Mình sẽ làm hai cái thì sẽ tiện hơn. Vừa đủ luôn, làm hai cái và mang nó vô cái phòng làm việc của mình thôi. Mình sẽ đặt cho nó bên này. Cung cấp điện cho. Đó, điện vô. Rồi, ổn áp. Giờ thì mình sẽ bắt đầu từ những thứ dễ làm nhất ha. Muốn làm được những cái nhựa thì mình cần phải có than với rubber. Mà rubber thì mình có thể cho gỗ với nước vô trong này ha. Gỗ với nước là tạo được rubber nè. Ok, lấy gỗ với nước cho vô. 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ châm nước vô. Đó, mình châm vô nước kìa, các bạn thấy không? Nước nó chảy kìa. Trời ơi, hiệu ứng đẹp thiệt. Một xu nước thì mình sẽ làm được một cái cục rubber ha. Ai chà chà, vậy là phải làm nước vĩnh cửu rồi. Chứ tình hình này là không đủ nước để làm mấy cái rubber rồi á. Hồi đó đi học mặc dù điểm quá lúc nào cũng đội sổ, nhưng mà bây giờ vô đây lại phải tập tành làm những cái đồ hóa học này. Thiệt sự luôn á. Đúng là ghét cái gì là cho gặp ngay cái đó à. Rồi gắn lên. Một xíu nữa thôi. Xong phèn, chúng ta đã có được 4 cục rubber ha. Và 4 cục này thì mình chỉ cần cho thêm than vô thôi là có thể làm được nhựa rồi. Cho vô. Vẫn phải châm nước. Cái này làm đúng kiểu làm thủ công luôn ý. Từ từ thì mình sẽ tìm cách để cho cái quá trình châm nước này nó diễn ra tự động hơn á. Chứ ngồi mà châm nước như vậy hoài hơi sức đâu mà châm. Đó, chúng ta đã có được 4 cục cục nhựa rồi. Và nhựa thì mình chỉ cần nấu lên là được những cái miếng nhựa rồi ha. Quá là đã luôn. Nhưng mà hôm rày xài lò nung thường cũng hơi lâu rồi đấy. Nay thì mình sẽ quyết định nâng cấp luôn. Lên đời lò nung luôn nè. Lên lò nung sắt. Vàng thì cũng dư chút đỉnh đó, nên lên luôn lò nung vàng ha. Đây, lỡ lên vàng rồi thôi đầu tư hẳn thêm 8 viên kim cương nữa, để chúng ta có được một cái lò nung kim cương. Đây rồi. Lò nung kim cương đặt ngay đây luôn, cho nó chiến ha. Đó, nung được rất là nhiều thứ ha. Và mình sẽ cho than vào. Một cái nguyên liệu đốt không thể thiếu. Một cái chất đốt không thể thiếu. Đấy, tốc độ nó đã nhanh hơn cái lò nung thường rất là nhiều rồi. Nung tầm 2 giây là được một món à. Rất là mau ha. Rồi, mình đã có được 4 cái plastic cái miếng nhựa rồi. Mình sẽ chế tạo theo công thức này để được một cái bán ha. Cái bán cho cái máy khoan nè. Xong một thứ rồi. Giờ thì mình sẽ làm tới cái mũi khoan đi. Mũi khoan bằng hắc diệm thạch ha. Nó sẽ làm từ những cái miếng hắc diệm thạch nè. Miếng thép hắc diệm thạch đó là phải đi đập. Đây rồi, máy đập đâu. Đây, máy đập đây. Đây là cái mình rất là thích nha, cho nó đập đi. Mình cần cỡ bao nhiêu để làm được một cái mũi khoan ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái ha. 7 cái miếng thép hắc diệm thạch. Rồi, được 8 miếng. 8 miếng thì vừa khít luôn. Đây, mũi khoan.
Có được mũi khoan luôn rồi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang làm carbon đi nhờ. Nhưng mà carbon thì nó đã khó rồi nè, mình cần phải có cái que quy lửa nè. Carbon thì cần phải làm từ carbon fiber đúng không? Quầy công thức kìa. Ở trên mình thì mưa bình thường, ở dưới đây là cơn mưa máu luôn nè. Ghê thật sự á. Mưa dưới địa ngục nó còn đáng sợ hơn mưa trên thế giới thường nữa ha. Rồi và cái lồng spawn của con quỷ lửa ở dưới này, mình sẽ canh cho nó xuất hiện rồi bắn nó liền. Mình mong là hôm nay mình sẽ săn được nhiều nhiều ha. Đừng như hôm qua. Hôm qua săn được ít xíu à. Ui da. Rồi có gơi cá que nào chưa? Là trời. Không có một cái que nào luôn. Mèn đét ơi. Không ổn tí nào. À đây 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 có một que nè. Ui được được được. Nhưng mà mình cần nhiều hơn một que. Một que thì ít lắm. A few moments later. Ui. Rồi có thanh niên cảnh sát ma heo dí theo mình luôn kìa. Láo tét thiệt. Qua đây. Bước ra đi. Thử nhúc nhích đi, địa bàn tôi đó. Bắn thử. Thử. Thì ra mày chọn cái chết. Dám bắn mình hả? Mình cũng tạo điều kiện cho cơ hội sinh tồn đấy. Nhưng mà láo nháo là ăn đạn liền. Địa bàn của mình mà mình đâu có sợ đâu. Đụng là chơi à, không có ngán. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy kim cương đó ha. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ tới tới lúc cần kim cương rồi đó. Nó cần phải coi coi. Mình sẽ đổi ra bột quy lửa trước. Mình sẽ cho vô đây hai kim cương với hai bột quy lửa ha, là được 4 cái carbon fiber á. Nhưng mà quan trọng hơn là mình phải đổ nước nè. Cay thiệt á. Mấy dân làng đổ nước tiếp tôi đi. Ủa còn thiếu gì không ta? Hình như mình còn thiếu cái gì. Cái gì nữa? À nó không dùng nước. Thấy chưa, rút nước ra cái gì vậy? À đây rút nước nè. Cái này nó không dùng nước mà nó lại dùng nhung nham lận. Khổ chưa. Giờ phải đi múc nhung nham nữa nè. Rồi đổ vô bát né né ra nè. Một hồi là thế. Thành dân làng nướng bây giờ. Rồi cho nó chạy đi ha. Đấy một lần thì mình sẽ được hai carbon fiber. Uầy. Vậy thôi mình làm thêm hai lần nữa đi. Đây 8 cái rồi. Giờ thì làm thêm một bước nữa. Đó chính là mình sẽ đưa vô cái máy đập. Mình đập carbon fiber thành những cái miếng carbon trước ha. Cho vô máy đập liền. Ui lại đem trong máu tiếp. Mệt mỏi nha. Rồi một hồi mình lại đập thêm một lần nữa. Để nó tạo ra cái này gọi là đinh ốc bằng carbon ha. Kiểu kiểu vậy. Tại vì máy khoan mà phải chắc chắn thì mới khoan nổi. Đó. Ra rồi ra rồi. Giờ thì chuẩn bị đập nốt lần cuối nè. Một cái này. Một cái này. Xong xong. Chuẩn bị ra lò những cái đinh ốc đầu tiên nè. Tán tan. Hai cái. Hai cái đủ chưa ta? Hai cái có vẻ vừa đủ luôn rồi. Tại hồi nãy mình kiểu bị sợ thiếu, sau này thiếu á, nên mình làm nhiều nhiều hẳn một lần á. Giờ thành ra nó lại dư rồi nè. Các bạn đã sẵn sàng lắp ráp cái gọi là sao ta? Ui, cái máy khoan cùng với mình chưa? Máy khoan đầu tiên đó nha. Rồi cho vô. Công thức nó là ngược 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 ngược. Gì mới đúng? Đinh ốc vô. Để được một cái hardened receiver ha. Cho cái này vào, mũi khoan vào, ốc vào, bán vào và cuối cùng là một cái bình nhiên liệu thôi. Là chúng ta sẽ được một cái mũi khoan zombie rồi. Tuyệt cú mèo. Úi giời. Coi kìa. Đồ. Xịn chưa, xịn chưa. Cái này còn có chế độ khoan liên thanh nữa bá cháy thiệt, bá cháy thiệt. Sướng sướng sướng. Hôm nay coi vũ khí cũng như là dụng cụ mới rồi. Mình sẽ test thử nha. Vì đây là mũi khoan á, thành thử ra một lần nó khoan sẽ được 3 ô ha. Đó, mà tốc độ khoan thì rất là nhanh luôn. Cực kỳ đã. Đây đây. Đấy. Sướng liền, sướng liền.
hồng bé dân làng sợ chưa? Rồi, vậy là mới... nhưng mà khoan từ từ. Đó. Khoan đúng bài thì nó mới đào được ha. Rất là nhanh luôn mà. Vậy là nó không được nâng cấp thêm rồi. Mà vậy cũng rất là tốt nữa. Ngoài ra thì mình có thể ép cho nó sửa chữa để dùng hoài không hư luôn á. Cũng khá là hay. Vậy là thời gian sắp tới mình có thể mở rộng căn cứ rất là nhanh rồi. Dùng cúp đào lần được có một ô à. Dùng cái này đào lần được 3 ô luôn. Tha hồ cho mình mở rộng. Đây. Hồi bác dân làng né ra nghe. Chỗ tôi đang thi công á. Ngoài ra thì mình sẽ đi test cái mũi khoan này trên zombie. Tại vì nó tới 13 sức tấn công lận. Mạnh hơn cây kiếm kim cương full cường hóa luôn ấy. Là hiểu rồi. Không test thì hơi ổn. Đây đang buổi tối luôn nè. Bữa nay là chiến đấu với zombie luôn. Vô. Đi càng zombie. Ghê chưa? Các bạn thấy mình càng ghê chưa? Ồ. Ui nhưng mà nó bắn đau quá. Cái này mình mà trâu nữa thì mình mới càng lâu nữa. Mình càng được 5 giây là phải chuồn rồi. Chứ không thôi là zombie nó xử đẹp mình rồi đó. Nói chung thì sát thương của cái cây này là rất là tốt ha. Được. Chỉ có mỗi tội là nó hơi mau hư thôi. Nên cũng khá là đáng tiếc. Và để khắc phục cái nhược điểm này thì chắc mình sẽ cố gắng cường hóa cho nó cái dòng chậm hỏng thôi. Nhưng mà hiện tại thì cái bàn cường hóa của mình nó khá là cùi bắp á. Nên hôm nay mình sẽ chơi lớn. Mình sẽ dùng một cái bàn cường hóa mình lượm được. Mình kết hợp nó với một chút đồ để mình làm cái bàn cường hóa xịn hơn á. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình phải săn Enderman nè. Mình không biết là Enderman spawn ở khu nào nhiều nhất ta. Không ra đi thì cũng không thấy ha. Hay là tại mình không để ý nhờ. Khó ghê, phải có Enderman thì mới có thể farm được ngọc Ender nè. Hồi mới mốt có nhiều ngọc Ender thì mới đi tìm cổng kết thúc được nữa. Ôi, trời. Con này, cái ruộng của người ta. Trời ơi, con này. Ôi, rồi sao nó chết rồi? Mình chưa kịp khoan nó nữa là nó chết rồi. Định lấy mũi khoan nó rồi đó. Nhưng mà nó chết mất rồi. À đây bên đây ít zombie nè. Để mình quẩy cho các bạn xem. Vô. Quẩy luôn. Cần hết. Mũi khoan zombie. Láo tét à. Bắn không. Khoan nè. Thấy chưa? Khoan hơi bị xỉn luôn. Khoan nó. Quá sao đã ha. Khoan zombie luôn nè. Con nào nữa bước vô đây. Vậy là sắp tới gần xa gì mình cũng quất láng được rồi ha. Hết sợ rồi. Láo tét hả. Cái này khoan dữ lắm á. Rồi. Vậy là coi như thành công trong việc làm một cái vũ khí cận chiến rồi ha. Khá là tốt. À, con xương này nó núp. Núp hả? À nó bị cua kẹp. Thanh niên bị cua kẹp. Trời ơi. Này thì láo tét nè. Bắn. Rồi. Ngoài ra thì mình cầm cái cây minigun á. Mình thấy bắn không ổn áp lắm. Nên chắc mình sẽ làm thêm một khẩu súng hạng nặng nữa. Nó tương tự minigun thôi. Nhưng mà không biết sức mạnh của nó như thế nào. Mình thấy ở trong bàn chế tạo súng thì sát thương có vẻ là nó mạnh hơn cây minigun đó. Đó chính là khẩu M249 ha. Nhiều bạn chơi PUBG chắc là sẽ biết khẩu M249 đây nè. Nó có 9 sát thương ha. Độ giật thì cũng tương đối thôi. So với khẩu minigun thì sao? Nó ít giật hơn minigun đáng kể luôn. Được ấy ta. Mà tốc độ bắn cũng nhanh nữa. Thôi làm luôn nha. Lỡ làm vũ khí cận chiến mới rồi. Làm thêm vũ khí bắn xa mới luôn. Ui. Oh my god. Trời ơi, zombie dân làng của tôi. Ui no. Trời đất ơi. Có một vài con nữa. Nó đã xuất hiện trong căn cứ của mình. Và lây lại bệnh cho
zombie dân làng rồi. Không được, không được, mình phải cẩn thận, không khéo là bắn chết zombie dân làng của mình. Cay thiệt chứ. Từ từ để mình tách mấy con thanh niên này ra trước rồi đó. Rồi. Bác dân làng. Ôi no. Mình bắn vô chân mà. Oh no. Rồi luôn, còn mình bác này à. Mình quên cắm đuốc đằng kia hàng gì. Bảo sao à. Trầm cảm với cái bác này thiệt. Một bác dân làng xấu số đã trúng viên đạn vô móng chân và hy sinh rồi. No. Không ngờ chuyện này cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Mình nghi mấy bữa nay rồi. Rồi, chịu khó xuống đây dùm cháo đi. Chữa bệnh lần hai đó. Tái nhiễm rồi đó. Mới hòa nhập cộng đồng được một hôm à. Là bị zombie nó lây bệnh lại rồi. Cay thiệt sự. Rồi trở lại công việc chính à. Chế tạo. Đây một khẩu M249. Đạn của nó thì làm khá là tốn kém á. Xong một băng của nó sẽ được 100 viên. Khá là nhiều á. Một băng, hai băng, ba băng, bốn băng. Mình sẽ làm thử bốn băng để bắn trong ngày hôm nay ha. Rồi bốn băng. Gài đạn thử coi. Tốc độ gài đạn như thế nào. Ồ oh. Gài đạn cũng khá là nhanh á. Được. Còn về phần phụ kiện thì sao? Vẫn có thể gắn được tay cầm dọc. Wow. Và có thể sơn được khá là nhiều màu á. Lần này chắc mình chơi màu xanh lá đấy nhờ. Ồ xanh. Ờ đúng rồi xanh lá. Hôm nay mình không có dùng màu xanh lá ấy. Nên chắc bây giờ dùng màu xanh lá thử một bữa ha. Và không quên là lắp tay cầm nữa. Tại vì súng này không lắp tay cầm thì giật lắm. Đây lắp red dot thôi cũng được ha. M249. Tay cầm red dot. Yes. Yes. Bắn thử coi. Ui, ít dược cực luôn. Wow. Được này. Mà di chuyển nhanh hơn khẩu minigun nhiều luôn á. Cũng đáng để mình test thử trong ngày hôm nay đấy. Tạm thời cắt vô đây. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm Enderman nha. Bữa nay thì mình sẽ gán tìm Enderman để mình lấy ngọc Ender mới được. Để nâng cấp bàn cường hóa thêm một lần. Mình muốn nâng cấp bàn cường hóa để có thể vừa nâng cấp vũ khí nè và vừa có thể nâng cấp áo giáp mình mạnh lên một xíu nữa ha. Một công đôi chuyện đó. Đi. Ồ đây rồi, đây rồi. Sao 77 49 giờ. Ôi. Ôi, cái máy quen mình đâu rồi? Oh no. Ủa cái máy quen mình đâu rồi? Ủa đây đây, ngọc Ender đây rồi. What? Ở đây đây đây. Khốn kiếp thiệt. Ai? Có con chơi móc túi kìa. Trời đất ơi. Khốn kiếp. Zombie bây giờ nó tiến hóa tới một cấp độ mới là nó biết móc túi rồi. Zombie siêu trộm. Này thì siêu trộm nè. Cay ghê luôn, chơi mà chơi móc túi à. Ôi mà hên nha. Mình dùng tay không, mình đấm chết quẹo Enderman. Giờ rơi ra được hai ngọc Ender luôn. Hết chảy. Được thiệt sự. Tại vì mình hết biết tìm chỗ nào vào ban ngày mà có Enderman á. Nên mình xuống hang mình tìm. Ai về gặp tiệc á. Được. Có vẻ khá là đỏ đó. Ồ, còn gặp được kim cương nữa. Hợp lý nữa nhờ. 6 viên luôn. Wow. Con này. Ủa, con zombie trong này nó hung quá. Không ổn rồi các bạn ơi. Chắc phải tìm một cái hang khác quá. Ở một diễn biến khác. Cũng trong một cái khe nước nữa nhưng mà lần này hơi nguy hiểm. Nó có cái lòng spawn con gì đằng kia nữa cơ. Ôi nữa. À mình biết rồi. Enderman trong đây có tuyệt chiêu mới.
Enderman trong đây có khả năng móc túi nha. Ui, dịch chuyển tức thời mình nữa cơ. What? Thiệt á, đây là Enderman á. Kìa, dịch chuyển tức thời nữa cơ. Enderman à. Rồi, nó dịch chuyển mình ngay cái lòng. Không ổn thế nào cả. Ui, da, da, da. Ui, không thấy đường, không thấy đường. Ui, Enderman trong đây đáng sợ hơn mình tưởng nha. Bắn phù thủy nè. Tiêu diệt mấy con quái khác nè. Enderman, Enderman bị cháy rồi. Sao mà đỡ được. Thôi càng quét thôi. Ui, mấy con này trâu thiệt. Ủa rồi Enderman dịch chuyển đâu rồi? Oh no. Ai dịch chuyển của Enderman đã đưa Enderman lên thiên đàng luôn rồi. Mất tiêu luôn. Dịch chuyển qua thế giới bên kia luôn. Đáng sợ thiệt chứ. Ui ui, đập 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 không kịp. Thôi thôi thôi, chạy tiếp chạy tiếp. Đi tìm Enderman tiếp thôi. Thì là phải nghĩ ra một cách nào đó để giết Enderman, mà không để Enderman đụng vô mình thì may ra. Chứ Enderman mà đụng mình kịp là... Ồ ồ, có kim cương. Enderman mà đụng mình kịp là mệt mỏi. Ui sao đông thế. Không được rồi, chống trả thôi. Né ra. Chống trả. Chống trả thôi. Quýt quýt ra. Cái này là mình chống trả thích đáng nha. Nó muốn ăn thịt mình nên mình phải phản đam thôi. Ồ, nãy giờ mình đi thì không có lót ra cái bác dân làng này, thành thử ra vẫn chưa hết bệnh nữa nè. Ok, trong lúc chờ đợi bác ấy hết bệnh thì mình sẽ làm luôn việc của mình ngày hôm nay ha. Mình sẽ làm ra những cái mắt của Ender giống như vậy. Sau đó thì kết hợp với hắc diệm thạch. Rồi, làm cái này cũng được. Cái này thì mình có thể ấn vô cái bàn chế tạo. Ủa, bàn cường hóa để cho nó nâng cấp lên ha. Cái này là cách thủ công. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho cái máy khoan vô coi. Đấy. Chậm hỏng kéo lên cấp cao nhất liền. Úi giời. Enchan. Xong. Máy khoan đã có chậm hỏng rồi. Giờ thì tới áo giáp. Ồ. Áo giáp cho vô đây thì không được nha. Khó vậy nha. Cho sách vô thì sao? Sách vô cũng không được. Bây giờ mình thì muốn có một cái set đồ full cái dòng bảo vệ 4. Thành thử ra chắc mình sẽ dùng biện pháp gián tiếp ha. Mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp bằng sắt trước, ép cho nó full dòng bảo vệ ha. Đây, bảo vệ 4 hết. Món nào cũng bảo vệ 4 hết luôn. Mình có biện pháp nghiệp vụ, các bạn đừng lo. Rồi sau đó thì mình sẽ làm thêm một cái bàn để mình có thể tách dòng cường hóa ra. Đây. Sao mà đỡ được. Nhưng mà nó cần phải có cái bột nhựa màu cam ấy. Đó. Vậy là xong. Vậy là xong chứ gì. Dục vô đây. Bảo vệ 4. Nó lại gọi là hợp lý. Ôi giời ơi. Xong phim. Giờ cái set giáp sắt của mình có thể cho vứt xó cũng được. Không sao hết. Rồi giờ thì mình sẽ lấy cái bộ giáp mà mình đang mặc ha. Đây là bộ giáp này. Exoskeleton nè. Lấy vô. Sau đó dục vô đây để cường hóa lên thôi. Cái quần trước đi. Quần bảo vệ 4 nè. Rồi tới cái áo bảo vệ 4. Cái nón cũng bảo vệ 4 luôn. Rồi cái ủng rồi. Ồ, cái ủng ở đâu? Ê. À đây rồi. Cái ủng mình đã có lại rồi nè. Bó tay chấm cơm thiệt. Đây. Vậy là chúng ta đã có được một set đồ full dòng bảo vệ 4 rồi đó. Ê chà chà, giờ là có vẻ trâu hơn rồi đó. Còn gì nữa mà súng có ép được chậm hỏng không ta? Cho súng vô. À không, súng thì không ép được. Phải chi mà súng mà ép được dòng vô hạn nha. Bắn hoài không có đạn thì hay nha. Mình chỉ muốn ép cái dòng đó vô cây minigun thôi. Đứng chỗ bắn rồi. Không sợ gì hết. À, và cái bác dân làng đã khỏi bệnh rồi nè.
Tiếc quá à, hồi nãy có một bác đã nằm xuống rồi. Chắc cái thơm nữa mình phải tìm thêm dân làng dân bay để về bầu bạn thôi. Cũng như là thực hiện cái kế hoạch là xây dựng ngôi làng dưới lòng đất của mình á. Hôm nay đã có được dụng cụ rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ mở rộng nhanh thôi. Nó lại dọn hết cái gỗ của mình. Cái tôi nhờ à! Nãy giờ đứng ở đó ngồi nhìn zombie bị mấy cái sentry bắn. Nó dọn hết cái gỗ mình nữa rồi. Sao mình không có duyên với làm nông hay sao? Cứ làm nông là bị zombie vô phá giường phá ruộng à. Ôi dẹp luôn không trồng nữa mệt rồi. Wow ơi. Trồng được bao nhiêu bị zombie nó phá hết bấy nhiêu rồi. Cay thiệt sự. Đi trả thù. Đi trả thù mấy con này mới được. Mũi khoan zombie. Đi khoan nó trả thù. A few moments later. Lại thêm một khu quân sự nhỏ nữa. Và lần này mình sẽ dùng khẩu M249 mới chế tạo. Càng quét thôi. Tấn công. Ui da, hết đạn. Làm lại nè. Tấn công. Càng quét thôi. Vô luôn. Mới cùng hóa giáp à. Không sợ. Càng quét. Ui hết đạn. Đổi súng. Ui. Lấy máy khoan luôn. Có cái gì thì dùng cái đó. Này thì lính bắn tẻ nè. À bọn này canh giữ một cái khu mỏ. Ai chà chà, đây là những cái ore cluster ha. Uầy. Cái quặng này mình đào vẫn không được nè, dùng máy khoan vẫn không đào được ha. Nó cứng quá. Trong đây có đồ không? Coi thử á. Trong đây không có đồ. Sao tò mò vậy ta? Sao tự nhiên nó lại canh giữ mấy cái quặng này ta? Mấy cái quặng này phải có cái gì chứ nhờ? Đúng không? Mình thử khoan thôi. Ui da. Hết xăng. Để mình châm xăng vô khoan tiếp. Để mình đào thử coi, coi có bể không. Không bể nổi, nó cứng quá à. Thật sự nó cứng như bedrock ấy. Mình khoan muốn mòn luôn cái mũi khoan luôn á. Nhưng mà không ăn thua ha. Sẵn đây mình sẽ review cho các bạn như nào là cướp giữa ban ngày. Thấy mấy thanh niên này không? Đó. Bọn chúng là chuyên gia đi cướp bóc sau lưng mình nè. Mình giả bộ quay lưng lại nè. Là đâm sau lưng mình nè. Mình lấy súng ra trước rồi đó. Bị lắc á, giờ đang bị lắc á. Kiểu mình đi xa quá nên nó bị lắc rồi. Đó, chuẩn bị nè. Đó, chưa thấy. Mình quay lại thì chạy nè. Đó. Cay thì chơi quýnh xong chạy. Khốn kiếp thật. Ủa, gửi ba lô mình đâu rồi? Ui. Đó, nó cướp mất cái ba lô mình kia chưa? Kìa. Nó cầm ba lô mình kìa. Lao tét. Cướp bóc hả? Ăn cướp giữa ban ngày hả? Trả đồ lại đây. Cướp nhầm người rồi. Cướp không? Đó. Mình review với các bạn suýt nữa là mất cái ba lô vàng rồi. Đó, các bạn nhớ cảnh giác nha. Gặp mấy thanh niên nào đi khom. Rồi tay cầm kiếm. Đầu thì đội nón đen là nguy hiểm lắm á. Cẩn thận bị móc túi giống như mình. Đó, mình giúp các bạn cảnh giác hơn đó. Chút xíu nữa là đi luôn cái túi vàng rồi. Nguy hiểm thật. Rồi trong này thì bữa nay vô xương cầm 249 nè. Lú ra đây. Vô đây lấy nhiên liệu tiếp. Tại trong đây nó có những cái fuel tăng miễn phí á. Khá là đã luôn. Thêm một ngôi làng nữa. Chắc sắp tới mà phải tìm một cái biện pháp nghiệp vụ nào đó để dẫn dân làng về nhà một cách nhanh chóng nhất á. Tại vì mình phát hiện ngày càng nhiều khu mà có dân làng sống sót sau đại dịch zombie á. Mình thì lại muốn dẫn mấy bác này về sống chung chứ một mình ăn hành thì nó không vui ha. Chia ngọt xẻ bùi mà. Tôi ăn hành thì mấy bác cũng phải ăn hành chung với tôi. Kế hoạch của mình. À bọn cướp lén phén lại. Ôi cho ăn cướp. Ăn cướp.
Trời ơi, ăn cướp xong chạy. Tên thằng ơi, ăn cướp giữa ban ngày luôn, lấy cái máy khoan mình kìa, ghê không? Láo tét thật. Ui cái bác ơi, bác gỡ cái nón ở đây một hồi tôi tưởng bác ăn cướp tôi bắn bác á. Dân làng mà đỡ nón thì ngang mấy thanh niên cướp à, dễ nhầm lẫn thiệt sự. Hên là mình xử lý chậm á, phải mình xử lý nhanh xíu là mình định bắn bác đó rồi đó. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được dụng cụ để chúng ta sắp tới mở rộng được căn cứ rồi ha. Đồng thời thì cũng làm được một khẩu M249. Nói chung thì khẩu này bắn thì có vẻ nhanh đó, nhưng mà sát thương thì nó không qua xuyên giáp nổi mấy cái con mà full giáp á, nên cũng khá là bất tiện. Nhưng mà không sao, tiếc thay là hôm nay đã mất đi một bé dân làng sống chung rồi nên cũng khá là buồn á. Nhưng mà bé đừng buồn nha, mười mốt sẽ có dân làng mới sống chung chúng ta thôi, đông là đằng khác á, chuẩn bị tinh thần đi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp, và mong rằng chúng ta sẽ may mắn hơn. Còn bây giờ thì bye bye.